C-17 chở trực thăng Marine One phục vụ Tổng thống Mỹ hạ cánh xuống Nội Bài. Vận tải cơ hạng nặng C-17 Globes Med 3 vừa đáp xuống sân bay Nội Bài chiều tối ngày 5 tháng 9, mang theo trực thăng chuyên dụng Marine One phục vụ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là đợt bay chở hàng thứ 3 của đoàn tiền trạm Mỹ đáp xuống sân bay Nội Bài trong vòng 5 ngày vừa qua, đem theo các trang thiết bị, hàng hóa phục vụ chuyến thăm chính thức Việt Nam diễn ra từ ngày 10-11-9 tới đây của Tổng thống Biden. Trước đó ngày 1 tháng 9, 3 chuyến C-17 chở thiết bị, 2 ô tô đặc chủng Chevrolet và Ford phục vụ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đã tới Hà Nội. Sáng ngày 3 tháng 9, thêm 2 chuyến C-17 nữa mang những kiện hàng đóng gói kỹ lưỡng đáp xuống sân bay Nội Bài. Trong đợt chở hàng hôm nay, chiếc C-17 mang số hiệu 66.165 đã mang theo trực thăng chuyên dụng VH-60N Marine One phục vụ Tổng thống Mỹ. Trực thăng Marine One cao 5,1m và dài 24m, có thể đạt vận tốc trên 240 km/h và vẫn có thể bay dù một trong ba động cơ ngừng hoạt động. Nó đủ chỗ cho 14 hành khách. Marine One được bọc thép, trang bị các hệ thống chống tên lửa, cảnh báo sớm tên lửa và có các hệ thống thông tin an toàn để Tổng thống duy trì liên lạc với Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Không giống hầu hết trực thăng khác, Marine One yên tĩnh tới mức Tổng thống có thể nói chuyện với giọng bình thường. Trong khi không lực một thuộc sự quản lý của không quân Mỹ, trực thăng Marine One lại do phi đội một trực thăng thủy quân lục chiến Mỹ HMX-1 điều hành. Theo Business Insider, mỗi năm, chỉ 4 phi công từ phi đội HMX-1 có vinh dự điều khiển Marine One. C-17 hiện là một trong những máy bay vận tải lớn nhất thế giới, được thiết kế cho vai trò không vận chiến lược, chở binh sĩ và hàng hóa đi khắp năm châu. Nhờ khả năng chuyên chở ấn tượng cũng như tính ổn định cao, C-17 được sử dụng như ngựa thồ, chuyên, cổng đồ, phục vụ các chuyến công du của Tổng thống Mỹ. Trong chuyến bay hôm nay, C-17 đã chở tới trực thăng chuyên dụng Marine One phục vụ cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Trực thăng phục vụ Tổng thống thường được trang bị các hệ thống thông tin an toàn để Tổng thống duy trì liên lạc với Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Trong các chuyến thăm trước đó, trực thăng Marine One thường được tháo rời một số bộ phận để thuận tiện cho công tác vận chuyển, sau đó được lắp hoàn chỉnh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.